Ôi trời mưa. Cảm lắm không? Chết quay không rồi. Nghiện luôn. Hiểu chưa? Tao đéo hiểu ấy. Nuôi trứng anh em mình sốt được em ạ. Không, không cần lấy trứng đâu. Còn cái đống máu lồn thì cho em rán ra. Ừ, rán đi, rán lại đi. Hôm qua đéo lúc nào rán ăn kinh nhỉ. Đây là con Quỳnh mới về quê. Quỳnh nó về quê đấy. Anh đúng về luôn à? À. Anh Nam ơi. Quỳnh về quê à? Tới Quỳnh về quê à? Tới Quỳnh mà. Hả? Đi ở đâu á? Chứ tao sáng em bảo tao đâu có bảo cái Quỳnh về quê. Về quê đéo bảo anh em đi.